Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu hệ trục tọa độ trong không gian. Thì trong không gian người ta sẽ cho ba cái trục. Đây, OX, OY giống y như lớp 10, OX là trục hoành, OY là trục tung. Và khi đó người ta bổ sung thêm cho không gian, người ta bổ sung thêm một cái trục nữa, đó là trục OZ, là trục cao. Đấy. Thì cái hệ trục tọa độ trong không gian là hệ trục gồm có ba trục OX, OY và OZ đôi một vuông góc với nhau. Khi đó này có các vector, vector đơn vị, vector y nằm trên trục x, vector z nằm trên trục y và vector k nằm trên trục oz. Thì ba vector này gọi là ba vector đơn vị. Thì vector đơn vị chúng ta chú ý các vector đơn vị này. Vector y nằm trên trục x sẽ có tọa độ 1 0 0. Vector z nằm trên trục oy sẽ có tọa độ là 0 1 0. Vector k nằm trên trục oz sẽ có tọa độ là 0 0 1. Cứ nằm trên trục nào thì cái vector đơn vị của nó, cái tọa độ của nó sẽ là 1, còn nó các tọa độ còn lại sẽ là 0 nhá. Và chúng ta chú ý này. Các vector đơn vị này là các vector có độ dài bằng 1. Do vậy, bình phương vector của nó, đấy, bình phương của nó cũng sẽ bằng 1. Và các vector này đôi một vuông góc với nhau. Do vậy, tích vô hướng của các vector sẽ bằng 0. Y nhân z bằng 0. Vector z nhân vector k bằng 0 và vector k nhân vector z cũng bằng 0. Đó, các em nhìn thấy hệ trục ba ba trục này nhá. Rồi, chúng ta sang phần thứ hai, đó là tọa độ của vector. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu như là vector. Trong không gian với hệ trục tọa độ OYZ nó cho cái vector u có tọa độ là x, y, z thì ta sẽ biểu diễn vector u như thế nào? Các em hình dung này, hệ trục tọa độ OX, Y, Z thì vector u ta có thể biểu diễn dưới dạng vector OM. Ở vector u có tọa độ là x, y, z thì hoành độ của nó sẽ là x, y. Tung độ của nó sẽ là y, z. Khi đó ta cộng này. Theo quy tắc hình bình hành, em hình hình dung này, hình này này. Đấy, hình bình hành. Đấy, nó là hình chữ nhật nhưng mà ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. Thì x, y cộng với y, z sẽ bằng vector ON. Tiếp tục ta cộng với này xy này cộng yz này và ta cộng thêm zk. Zk chính là vector OP của mình này. Thì OP cộng với này ON thì sẽ ra OM. Khi đó vector U có dạng xy cộng với yz cộng với lại zk. Đó, đó là biểu diễn tọa độ của vector. Tiếp theo trong mục thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu các tính chất của vector trong không gian, xem nó có gì khác biệt với lại vector ở trong mặt phẳng hay không. Thì mục thứ hai này đó là tính chất.